Mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Bà cô tốt bụng và thằng cháu trai may mắn. Nghĩa đi đại học mà kinh tế gia đình này khó khăn. Bản thân thằng Nghĩa cũng biết thân biết phận mà chẳng hề ca thán điều gì về cái hoàn cảnh đó. Bởi Nghĩa là một thằng rất chịu thương chịu khó và biết thu vén mọi việc trong gia đình. Ông Quang và bà Hoài, bố mẹ đẻ của Nghĩa, đã phải đích thân lên tận nhà bà Mai để nhờ bà ta cho Nghĩa ở trọ nhờ. Bởi nhà bà ta cách trường đại học ấy chỉ khoảng chừng 3 km. Tuy có xa hơn các dãy nhà trọ quanh trường một chút, nhưng được cái ngôi nhà sâu trong ngõ hẻm, rất yên tĩnh và an toàn an ninh. Điều đặc biệt nhất là Nghĩa ở trọ đó đã đỡ đi một khoản tiền thuê trọ. Bởi bà Mai là người trong họ tộc, bà sống có mỗi một thân một mình vì quá nứa nhỡ thì. Bà Mai ở vậy cũng có rất nhiều lý do, không phải vì bà ta quá xấu xí về ngoại hình hay có tiền sử gì quá đặc biệt, mà đơn giản chỉ là do trước đây khi còn con gái xanh mơn mởn thì bà ta có cái tính trèo cao, luôn cho mình là nhất. Cũng bởi bà ta xinh đẹp nhất nhì cái xã nghèo hồi ấy, rất nhiều anh chàng tầm cỡ đẹp trai ga năng quanh cái huyện Phổ Yên ấy xúm vào theo đuổi và cưng chiều bà. Nhiều anh vây quanh, bà ta kiêu căng không biết chọn ai, không quyết định chọn anh nào nên cứ đứng núi này trông núi kia cao. Sau đó thì loạn hết cả. Rồi bà ta chọn đại một anh tên Tuấn. Không ngờ anh ta theo đuổi bà cũng chỉ vì muốn chinh phục cho oai, cho thỏa cái sự thách thức với đám bạn. Bởi họ thách thức nhau: tao đố thằng nào tán đổ cái Mai xinh đẹp ấy đấy, nó kiêu lắm đấy. Chứ thực chất Tuấn cũng có yêu thương gì Mai đâu. Được một thời gian, Tuấn ngỏ ý muốn làm cái chuyện ấy với Mai, và Mai đã tin tưởng trao cái ngàn vàng đời con gái của mình cho hắn ta. Nhắm xong, Tuấn tìm cách chuồn chuồn, vì gu con gái đủ điều kiện để Tuấn chọn cưới làm vợ là một người con gái hiền từ, hiểu chuyện, chứ không phải một người con gái cao ngạo và coi thường người khác như bà Mai. Khi bị Tuấn bỏ rơi, bà Mai không buồn mà còn cho rằng Tuấn là kẻ chẳng ra gì, không có gì phải đáng nuối tiếc cả. Bởi khi hai người yêu nhau thì đã có rất nhiều lần làm cái chuyện ấy với nhau, nhưng chưa một lần Tuấn làm cho bà Mai được vui vẻ. Tuấn tuy rất to con, nhìn vẻ ngoài thì phong độ đẹp trai, nhưng cái chuyện kia thì yếu nhớt, chẳng có vị gì đối với bà ta. Bà Mai khi đó mới 19 tuổi, nhưng cái nhu cầu ấy của bà đã rất mạnh mẽ. Bà ta tự nhủ với mình: không sao, gã Sở Khanh này nhanh cút khỏi cuộc đời bà càng sớm càng tốt. Có gắn bó, có cưới một người chồng như Tuấn thì cũng khổ cả đời vì phải thấp thỏm mơ ước. Bà ta nghĩ ngoài kia có thiếu gì bao gã đàn ông vẫn còn thích bà. Có khi trong mơ họ còn mơ ước có được tình yêu của bà ấy chứ. Xong cuộc tình với gã Tuấn Sở Khanh, bà Mai vướng thêm vào 3 mối tình với mấy gã trai nẻo mép, con nhà giàu có ở quanh cái huyện ấy. Yêu đương các kiểu đến tiếng tăm nừng nẫy, nhưng không gã nào chịu cưới bà, vì bà thuộc típ người ăn chơi, không chịu lao động. Đến khi bước sang cái tuổi 27, bạn bè cùng trang lứa của bà ta, kể cả những đứa cá sấu nhất nhì cái vùng quê ấy, họ cũng đã có chồng có con cả rồi. Trơ ra mỗi mình, nãy không có học vấn. Thêm vào đó là bà ta lại có cái tính nẳng nơ, không làm việc gì ra hồn. Người đời nhìn bà ta với con mắt không mấy thiện cảm. Họ hàng nàng xóm láng giềng, họ gọi bà ta là gái ế. Già trẻ gái trai, không ai muốn giao lưu gặp gỡ với bà ta, nên bà ta quyết định khăn gói đi thành phố để học nghề cắt tóc gội đầu.
lên thành phố được vài ngày thì đã có một đại gia giàu có tên Bình theo đuổi bà. Ông Bình kia khi ấy đã ngoài 50 tuổi, nhưng khá nhiều tiền. Ông ta thấy bà Mai mới ở quê nghèo đến, thì ông ta thầm nghĩ, đây là hàng rau sạch chưa qua sử dụng, nên ông ta đã đầu tư rất mạnh tay. Ông ta mua sắm cho bà đủ kiểu, kể cả ô tô hơn 1 tỷ, và đưa đón bà đi chơi du lịch khắp năm châu bốn biển. Bà Mai được hưởng thụ cái cuộc sống giàu sang, tiêu tiền quyển với ông Bình, nên bà ta quên cả việc học nghề cắt tóc gội đầu như ban đầu bà đã dự định mà đeo bám lấy ông ta. Ông ta bảo là ông ta đã chia tay cô vợ già nhà quê rồi. Ông bây giờ là người tự do, cặp kè ăn chơi với ông ta vài năm, rồi có con thì ông ta sẽ làm đám cưới. Vậy mà mãi cũng chẳng thấy có bầu gì cả, chờ đợi mãi trong vô vọng. Mấy năm trời thả cửa mà sao không có con được? Bởi điều kiện của ông Bình là có con thì ông ta sẽ cưới bà làm vợ, bởi ông rất giàu có nhưng chưa hề có con trai. Rồi một ngày bà Mai đi khám thì bác sĩ cho biết tiểu sử của bà trước đây đã rất nhiều lần làm cái chuyện ấy và không biết giữ gìn, nên giờ phần trăm có con được là rất thấp. Khi ông Bình biết chuyện ấy, và hơn nữa, ông ta cũng nhắm chán chê cả rồi. Ông ta muốn đổi cái máy mới, chứ cái máy cũ kỹ thì cũng vứt xó mà thôi. Ông ta tìm cách ruồng bỏ bà Mai bằng mọi giá. Ông ta dần dần thu lại tất cả những gì là tài sản mà ông đã từng mua sắm cho bà Mai. Xong ông nghĩ thấy thương tình và đàm phán với bà Mai rằng nếu bà Mai đồng ý rời bỏ ông ta để ông ta đi tìm một người con gái mới thì ông ta sẽ mua cho bà một căn nhà thuộc đất thành phố quanh khu trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp để bà ta có thu nhập từ tiền thuê trọ của các sinh viên để bà sinh sống. Bà Mai cũng hiểu ra mình là ai trong mắt mọi người, và bà đã đồng ý với điều kiện của ông Bình. Khi ấy bà Mai đã ngoài 36 tuổi. Do qua tay quá nhiều người đàn ông nên mới ở cái tuổi 36 thôi, mà nhìn bà Mai sồ sè quá trời, tuy bà ta đã phấn son các kiểu rồi. Từ ấy bà Mai ở vậy, đến giờ bà ta đã ngoài 40 tuổi rồi. Nhưng cái khoản kia thì không phải là chia tay với các gã đàn ông, mà cái khoản ấy không hoạt động. Cái tính nẳng nơ dễ dãi và cái nhu cầu ấy nó ngấm vào cơ thể bà rồi, nên không thể không có. Đó là món ăn tinh thần quý báu của bà. Bà ta nghiễm nhiên trở thành một bà chủ nhà trọ. Khu đất ông Bình mua cho bà ta khá rộng rãi sau trường Đại học Công nghiệp. Tuy đi đường vòng thì khá xa, khoảng chừng 3 km gì đó mới tới cổng trường, nhưng thanh vắng và yên tĩnh, giá lại rất bình dân, nên các sinh viên chọn đến trọ nhà bà rất đông. Bà Mai cho xây dựng hết diện tích đất được 13 phòng trọ khép kín. Hiện tại tổng thu nhập của bà mỗi tháng 16 triệu. Riêng căn nhà lớn chỉ có một mình bà ở để tiện cho việc cặp kè với các gã trai trẻ mà bà thích. Khi biết bà không thể có con thì bà ta càng thỏa sức, không giữ ý tứ gì hết. Bà ta cứ vô độ mà tỉnh tính tang hết người này đến người kia. Khu trọ của bà ta không chỉ các sinh viên đại học ở, mà còn có cả những người lao động. Có những chú thợ xây suốt ngày dầm mưa dãi nắng, cháy da xém thịt cũng ở dãy trọ đó. Bà ta có cái tính ấy rồi thì thiếu dai sao mà ổn được cơ chứ. Nên hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đều phải qua tay bà trong cái dãy trọ ấy. Bây giờ vợ chồng ông Quang bà Hoài nên đặt vấn đề cho thằng cháu Nghĩa ở trọ thì bà ta hồ hởi đón tiếp, bởi bà ta nghĩ thằng Nghĩa, một chàng trai mới lớn, thì có thể phục vụ bà được mọi việc. Cảm động với lòng tốt giúp đỡ của bà Mai, ông Quang và bà Hoài thật vui mừng phấn khởi. Khi gia đình đang khó khăn mà nay lại được bà Mai, một người họ hàng xa, tận tâm giúp đỡ.
Bởi bà Mai thấy ông Quang ngỏ ý gửi gắm thằng Nghĩa, thì bà ta bảo bà có điều kiện kinh tế, giờ bà chẳng thiếu thứ gì. Ở đây với bà ta bao ăn bao ở, rồi còn phụ giúp tiền học hành cho thằng Nghĩa. Nếu mà Nghĩa biết chịu khó thu vén nhà cửa và nấu cơm ăn cơm cùng bà, bởi cuộc sống của bà bấy lâu nay bà ăn ở một mình cũng chán. Từ ngày Nghĩa chuyển đến ở, ban đầu Nghĩa phải đi bộ khoảng chừng 3 km ấy đến trường vì chưa đủ tiền mua xe đạp. Nghĩa định bụng sẽ tiết kiệm tiền để vài tháng sau sẽ mua lấy một chiếc xe đạp cũ để đi cho đỡ vất vả. Nhưng chỉ một tuần sau đó, bà Mai đã tậu cho Nghĩa một con xe đạp điện mới reng. Bà ta bảo Nghĩa cứ vô tư đi, cô có điều kiện, cô tặng Nghĩa thì có sao đâu. Nghĩa cũng chỉ biết cảm ơn cô thật nhiều, bởi với chiếc xe đạp điện ấy là ngoài sức tưởng tượng của cậu ta. Cậu ta mơ ước chỉ cần có chiếc xe đạp cũ là cũng ổn lắm rồi. Bởi giới sinh viên ngày ấy, thằng nào có cái xe đạp điện mới cũng là con nhà khá giả giàu có chứ chẳng đùa. Thời gian đã trôi đi, Nghĩa đã học xong kỳ đầu tiên với kết quả học tập khá tốt, bởi cậu ta không phải suy nghĩ gì về việc ăn uống sinh hoạt và không phải đau đầu về việc thiếu tiền nộp học phí hay các khoản chi phí khác ngoài nề, bởi bà Mai đã hứa. Nghĩa cứ yên tâm, bố mẹ Nghĩa mà không chu cấp đủ thì sẽ có cô đây rồi, không phải lo nghĩ gì hết. Ăn ở cùng nhà với bà Mai, chứ Nghĩa không phải ở dưới dãy nhà trọ cùng với đám sinh viên khác. Các bạn cùng dãy trọ đó nhìn vào cũng có phần nào tôn trọng Nghĩa hơn, bởi cái cảnh xa nhà, Nghĩa lại là cháu của bà chủ và cậu ta lại học giỏi nữa. Nhưng đằng sau đó, có ai hiểu được rằng chính bà Mai đang có ý gì gì đó với Nghĩa. Rồi một thời gian sau, bà Mai có những biểu hiện khác. Bà ta hay nhờ Nghĩa những việc tế nhị như là đấm lưng, gấp quần áo và rất nhiều những việc khác không tiện nêu tên. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 46 của bà Mai. Bà ta đã tổ chức 4 mâm cỗ. Tất cả mọi người trong dãy trọ đều nhộn nhịp tập trung nấu cỗ cả buổi chiều hôm ấy. Tối đến ăn uống ninh đình, hát hò ầm ĩ. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò có khác. Cả đám quậy đến 12 giờ khuya mới chịu ra về. Còn lại bà Mai và Nghĩa ngồi bóc quà sinh nhật. Vừa bóc quà mà hai người cũng ngất ngây vì men rượu đã ngấm. Có những món quà của các bạn con gái tặng bà ta là những chiếc quần, chiếc áo, nên bà Mai cũng bóc ra và ướm thử, mặc thử xem có đẹp hay không, có vừa vặn và hợp với dáng vẻ của mình không. Bà ta cứ thướt tha và điệu bộ trước mặt Nghĩa và hỏi han Nghĩa rằng: cô thử bộ này có đẹp không? Cái áo màu hồng kia có hợp với cô không? Rồi nhiều những cử chỉ hành động khác nữa khiến Nghĩa chóng hết cả mặt. Thôi cháu đi ngủ trước đây, cô cứ thử rồi thu dọn nhé. Không thì để mai cháu thu dọn cho cũng được. Nghĩa đi về phòng riêng của mình được chừng 10 năm 20 phút gì đó. Cậu ta đang mơ màng trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng bà Mai gọi từ phòng đối diện. Nghĩa ơi, sang đây cô nhờ chút. Lấy hộ cô cái khăn ấm vào đây, cô đau đầu quá. Khi Nghĩa mang khăn ấm vào phòng thì bà Mai bảo không bật điện vì sợ chói mắt. Nghĩa soi cái đèn pin điện thoại và định bụng sẽ đưa cho bà ta cái khăn rồi quay trở về phòng riêng của mình. Nhưng bà Mai lại nhờ bóp đầu và lấy nước cho bà ta uống. Bà ta còn yêu cầu Nghĩa trông coi bà ta, không nhỡ có chuyện gì xảy ra, vì bà thấy khó chịu trong người và say rượu lắm. Bà bảo với Nghĩa, bà hôm nay uống quá nhiều rượu, đêm tối một mình, nhỡ có chuyện gì thì khổ. Bà ta còn bật mí cho Nghĩa sẽ giải xốp xuống nền nhà mà ngủ, trông coi bà thật cẩn thận.
Nghĩa nghe lời bà ta. Ban đầu Nghĩa cũng có thoáng cái suy nghĩ về cái chuyện phi công trẻ tập lái máy bay bà già, nhưng rồi cậu ta lại gạt ra khỏi đầu cái suy nghĩ ấy. Vì dù sao bà Mai cũng là bà cô họ xa và lại quen thân với bố mẹ của cậu ta nữa. Cậu ta yên tâm nằm ngủ mà cũng thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường cùng với bà Mai. Nghĩa vục đầu dậy, bước xuống đất và hỏi bà Mai: "Cô, hôm qua cháu ngủ ở dưới xốp mà bây giờ cháu lại ngủ cùng cô vậy là sao ạ?" "Thì cô cũng say, cô nhớ làm sao được." Nghĩa vội chạy về phòng riêng của mình và đi tắm gội. Vì hôm qua cũng bận cỗ bàn và uống nhiều rượu nên cũng chẳng kịp tắm rửa gì, bây giờ thấy người khó chịu. Ra đến nhà tắm, cậu ta mới thấy những hiện tượng khác lạ trên những chỗ ấy của mình. Nghĩa cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua khi mình ngà ngà say rượu. Đúng rồi, cô Mai, cô ấy đã lấy đi cái đời đàn ông của mình rồi, đã mất cái ngàn vàng ấy vào tay mụ già ấy rồi. Trời ơi, tôi giữ gìn bao nhiêu năm, đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ.